Chào buổi sáng mọi người, ngày thứ không đếm được bao nhiêu ngày nữa rồi ở Hàn Quốc. Đây là một cái khách sạn mini ở Seoul. Đầy đủ hết nha mọi người. Phúc thì vừa mới ăn tô mì Hàn Quốc và đem một cái ly cà phê của Trung Nguyên từ Việt Nam sang, thì Phúc thích cái cà phê này. Bây giờ sẽ đi chụp hình cho áo dài Quy Nguyễn. Chờ một bạn chụp hình và make up tới. Đặt 3 ngày ở đây sẽ là 240.000 won, tức là khoảng 5 triệu. 5 triệu thì một ngày tính ra chụp mấy 2 triệu đó. Và đặt luôn tiền taxi đi ra sân bay thì sẽ là 90.000 won, đó là bằng 350, là khoảng gần 7 triệu. Để cả tiền taxi ra sân bay và ở đây 3 ngày. Ở đây là có cái bức tranh vẽ đẹp nè. Có một cái cây. Ở đây thì password là wifi là miễn phí luôn. Bình nước, Phúc vừa mới ăn mì xong đây đun đun nước mì. Bình chữa cháy nè, đây là có bình chữa cháy rất là cẩn thận. Rất là cẩn thận, cái này là bỏ rác thì như Phúc biết. Bỏ mấy cái ly rác vào dưới. Và có một cái tủ lạnh là chắc là mọi người để đồ. Khách để đồ để ăn kim chi hoặc là ăn, là nhân viên á. Để đồ ăn cần uống lạnh. Cái máy cà phê rất là ngon. Cái bình cắm hoa trang trí. Ở đèn này họ vừa mới bật, tôi xem Phúc dậy sớm quá. Đây là có sẵn nè, có những cái cây cà phê giấy. Ở đây họ sẽ tận dụng ly cái ống hút giấy này nhiều. Ồ, không phải đâu, cái này hình như là đường, đúng không? Chữ hàng tôi không biết, chắc là đường, không phải giấy. Cái này cái mụn đã ở Phúc nè. Đây ly thì là ly giấy xong bỏ. Đây phải cà phê Phúc mới vừa đọc ra. Một cái máy microwave. Ở dưới thì sẽ có thùng rác, họ sẽ phân biệt là rác hữu cơ và vô cơ. Tủ này thì họ nói là đừng có mở thì mình đừng mở. Đây có cái sinh để rửa tay bằng cái máy nước nóng lạnh. Sẽ có một hai cái bàn. Đây là đồ của Phúc, Adam Store và bị máy tính đi chụp. Máy tính này có thể lên internet check in cái gì đó. Cái bàn bên ngoài đi rằng mọi người coi để quay một cái lễ tân. Good morning. Sẽ có báo, tất cả các loại báo cho mọi người coi. Có cái casino nữa nè. Casino ở đây. Excuse me, is a casino nearly here? Sir, is casino nearly here? Yeah. Cái này là ở Park Paradise. Ai hành lý đồ sẽ bỏ khu này. Nhìn tưởng Hồ Ngọc Hà ghê luôn á. Đây cái loại báo nha. Ok. Sách đến đây khu vực chờ là wifi free. Việc thì sẽ đây là có một cái tủ rượu cho free business. Thì mọi người có thể muốn mua rượu gì, uống rượu gì thì mọi người có thể mua ở đây. Giá nó sẽ dao động từ 40.000 là khoảng triệu. Chắc cái chai này, chắc cái chai này chai rượu vang nè. 85.000 khoảng triệu, triệu rưỡi. Ủa đúng không? No. Nhân 2, triệu 7, triệu 8 gì đó. Triệu nè. Rượu vang, các loại vang là chính. Ok, để chụp tấm hình. Sẽ đi ra ngoài đây, mình cứ bấm vào cho phía ao sân ngoài sẽ là một cái bãi đậu xe ô tô, cái bãi kinh lấp đậu xe cũng đây, cũng sẽ ngồi chờ. Trời ơi, giờ rất là lạnh nha mọi người. Ra đây quéo quá là quéo và đậu xe chờ. Đây thì sẽ được 1, 2, 3, 4 cái xe, 5, 6 tút ra ngoài. Tí nữa Phúc ra một chụp hình thì Phúc sẽ cho mọi người coi ngoài mình sao. Thì mình sẽ có 2-3 đường để đường đi đây mà nó vô được. Lạnh quá mọi người ơi. Tí nữa sẽ make up chụp hình thì xong rồi sẽ đi chụp. Có một bộ ảnh đẹp ở Seoul. Chúng tôi đang ở Seoul nha mọi người. Ở đây thì các bạn
là sử dụng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt cũng được, nhưng mà chắc tiếng Hàn là sẽ ưu tiên nhất. Và đáng mình gặp lại nha. Bây giờ là phải mua cái thẻ giao thông nha mọi người. Hôm nay thôi, còn ngày mai là anh đã đi ra bao nhiêu, anh đâu đi đâu nữa đâu, có hôm nay thôi. Anh thích thẻ nào? Lấy thẻ nhé. Ừ, đáp bao nhiêu? Một lần đi là bao nhiêu tiền? 4, cái thẻ này là 4 ngàn. Rồi, 4 ngàn. Rồi. Nạp một lần đi là bao nhiêu tiền? Hả? Thì sao nó có bán được. Một lần đi bao nhiêu tiền anh? Một lần đi tàu là khoảng 1.300. Vậy thì mua 4.000 và 20.000 đi tàu đi, được không? Dư vậy thì giờ tao cho mày. Em không dùng, em có thẻ đây rồi. À. Thì anh dùng lần sau anh dùng. Không, ngày hôm nay thôi. Thì là 10.000 hả? Hay mua nhiêu? Em làm có 10.000. Mua 4.000 và 10.000. Cái thẻ đó, cái thẻ này không là 4.000 nhưng mọi người thêm nạp thêm tiền 10.000 một lần đi khoảng 1.300 đúng không? Cho một chặng hay là một chặng. Chặng thì mình bao nhiêu chặng thì tính trừ đi, tính trừ tiền đi đúng không? Hôm nay đi có hết rồi mà. Hết không? Không hết đâu, không hết 10.000. Xa gần gì cũng 1.300 hết. À, rất là đơn giản mọi người nhớ. Tới cái 7-Eleven. Em coi có đôi dép em mua luôn à, qua kia, Daiso mua cột chung cột tóc không? Chung cột tóc. Cái thẻ anh đâu? Mua thử đấy. Xong chưa, thẻ xong chưa? Đây, giờ người ta nạp tiền. Rồi, em coi có chung cọc cốc gì không? Đây nè. Cái này nè. Chung chiếc không mày coi. Đây là 7-Eleven nha mọi người. Có que thử Covid thế nè. Em có thể thử Covid nè. Nè, đúng không? Đang Covid đó. Trời ơi, anh bị bao nhiêu mũi, biết 6 mũi chích ngừa rồi. Bây giờ người tao là đầy thuốc, bây tao quên á, tao bị mất trí nhớ á. Tao chích nhiều quá anh. Hả? Ê, cái này lại mềm nè đúng không? Anh. Cái này mềm đúng không? Màu đen nhưng mà mềm đúng không? Chắc mua cho anh cái đi. Lấy cái đó nữa đi. Anh. Mua một cái này là ba cái thôi. Ừ đúng rồi, mềm lại mềm. Size M đúng không? Size anh là size M hay L vậy đó là được. Không, anh thích cái mềm này nè, mềm. Nè mềm mềm nó giống như vậy nè. Đó. Là bao nhiêu anh? Cái thẻ xong chưa? Cái thẻ anh chưa đưa cái thẻ, thẻ em chưa? Rồi, cái cứ 1만 90. Không có đâu mà quay chung hơi đi qua chi Daiso gần đây. Thẻ là được rồi đúng không? Nạp tiền chưa? À, phải gửi đó ra nữa. À, bao nhiêu nữa? Là ba cái đó làm 5.000 nữa hả? Cái bảo đó không mà 5.000 á hả? Là 100.000 Việt Nam hả? Ủa mọi người mắc ghê luôn, dày mà. Fashion. Ghê thiệt. Thôi tao lấy tiền xu đâu. Rồi ok. Đi nha mọi người. Kamsabita nha. You also watch my YouTube. Ở lên YouTube Phúc rồi đó. Anh mua đó hoài à, ăn nó ra đây ăn nè. Đây con người đi một khách sạn Phúc ở Hotel Noblesse. Rồi đi theo anh. À, tao có cái dù tặng mày muốn cầm theo không? Sợ có cần mưa không? Cần đỡ cầm ha. Anh sợ cầm lắm, lĩnh kỉnh. Gặp con em ruột, nó vừa gặp nó xin tiền mọi người. Anh Phúc cho nhiêu đếm mọi người nghe đi. Anh Phúc cho... Ôi, đại gia tiền lẻ. Nó chửi, anh Phúc tài tiền lẻ. Cho hết bao nhiêu, tổng cộng là nhiêu, đếm đi. Biết tiền đếm không, còn biết đếm không? Em không biết đếm tiền Việt nữa thôi anh ơi. Nhưng mà em biết tờ nào nhiêu em biết đúng không? Nhiều quá, không đếm đâu, đếm đếm. Có những tờ nào nhớ coi, nhắc coi. Nhớ là mọi người coi rút, nó còn biết đi nước ngoài lâu quá. Tờ nào đâu, tờ 5 ngàn đâu. Ôi anh ơi, bảo đi nước ngoài lâu quá, quên tiền Việt nữa, chửi em. Tờ 5 ngàn đâu. 5 ngàn mà. Ơi, ba tờ 5 ngàn. Rồi, dơ lên tờ 200 ngàn đâu. Rồi, cho con bé nó xin để chi nó đi về Hà Nội, nó đi sân bay hả? Taxi. Và nó toàn là tiền Hàn với tiền Mỹ thôi. Con em tôi vì kiểu ảnh gầy nha mọi người. Ảnh hôm nay là ảnh đã chụp hình cho Phúc, make up các kiểu, giờ cho Phúc đi chơi, ăn uống. Và mọi người tiếp tục theo dõi hành trình anh em tôi hôm nay từ giờ tới khuya nha. 3 giờ sáng thằng mới cho mày về. Không cho anh về luôn, em không cho anh ngủ luôn. Chụp tắm rồi nè.